Good morning, xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn. Xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu như thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn thành thật. Cảm ơn tất cả quý vị đồng hành với mình từ bao lâu nay. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là cuối tuần nhưng mà thời tiết ở Bắc Cali cũng không được đẹp các bạn ơi. Hôm nay là trời mưa các bạn ơi, mưa từ sáng sớm, mưa cho tới giờ, lạnh quá. Nhưng mà vẫn thích uống cà phê Việt Nam, cà phê đá đó quý vị. Xin mời tất cả quý vị một buổi sáng ly cà phê đá nha, hiệu Trung Nguyên. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường và nhạc sĩ Sơn Hà, cũng như cố ca sĩ Phi Nhung. Thì như chúng ta đã từng trải nghiệm biết bao nhiêu là những ý kiến trái chiều và những dư luận đưa ra để đánh tráo khái niệm rằng cháu Cường là một đứa con bất hiếu, một đứa ăn cháo đá bát, một đứa trẻ vô nghì, không biết nghĩ đến công ơn của người mà đã nâng đỡ mình từ bao tháng ngày qua. Thì gần đây chúng ta đã xem được một video clip rất có tình có nghĩa và nói lên tất cả sự thật của nhạc sĩ Sơn Hà dành cho cháu Hồ Văn Cường, cũng như nói lên cái những gì mà còn ẩn khuất của cô ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm Cống Mẹ cũng đã có từ lâu rồi, nhưng mà cái thời gian đó không biết như thế nào, bên phía ekip Phi Nhung không có mua cái bản này để cho cháu Hồ Văn Cường hát. Nó cũng có nhiều cái dư luận khán giả đưa ra rằng tại vì bài này viết về cho người mẹ ruột 9 tháng cu mang, 3 năm ẩm bồng, nó không thể hiện được cái lòng hiếu thảo của một đứa con nuôi dành cho người mẹ, cho nên phía ekip cũ của Phi Nhung họ không dành cái nhạc phẩm này cho cháu Hồ Văn Cường. Đó cũng chỉ là một cái giả thuyết mà thôi, phải không quý vị? Chúng ta không phải là người trong cuộc cho nên chúng ta cũng không có biết được cái câu chuyện đó như thế nào. Thì cũng như nhạc sĩ Sơn Hà cũng đã nói, khi mà Sơn Hà đã viết cái bài mà Bỏ Quê để cho cháu Hồ Văn Cường với lại Phi Nhung trình diễn đó, các bạn thấy nhạc phẩm nó như thế nào? Phải nói bằng sự công tâm, nhạc phẩm Bỏ Quê là một tác phẩm rất hay. Tôi đã từng nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần nhạc phẩm đó lúc mà thời mà cô ca sĩ còn sống. Chị hai buôn bán tảo tần để nuôi một đứa em. Khi có một người đàn ông, chúng ta có thể nói là một đại gia hay là một hải ngoại trong kịch bản của Bỏ Quê đó, gặp cô gái bán hàng rong này thì tỏ lòng yêu thương và trao chiếc nhẫn để cầu hôn. Lúc đó thì cháu Hồ Văn Cường đóng vai là người em. Khi thấy chị mình có một người đàn ông yêu thương như vậy, trong lòng cũng mừng nhưng cũng buồn vì phải xa người chị của mình. Đối với một đứa trẻ mà 9-10 tuổi đó các bạn, thì họ thì các cháu không có nghĩ xa lắm. Các cháu chỉ nghĩ rằng hai chị em đang sống tốt với nhau, tự nhiên có một người đàn ông đến cướp chị mình đi. Họ chỉ có các cháu chỉ nghĩ rằng là dành với cháu thôi, chứ không nghĩ rằng là người đó đến để thương yêu và đùm bọc cho hai chị em. Cho nên cảm thấy giận dỗi chị hai. Rồi không phải là bỏ nhà ra đi mà đi đâu quanh quẩn ở trong xóm đó, chứ không phải là bỏ đi trong cái kịch bản của Bỏ Quê đó. Thì chị hai đi tìm kiếm, cuối cùng thì chị hai quyết định là ở lại và không bỏ đứa em của mình. Cái lúc mà cháu Hồ Văn Cường lên cái đoạn mà hai ơi, nghe nó não nùng mà nó hay lắm các bạn ơi. Sơn Hà đã đóng ni đôi dài cho nhạc phẩm Bỏ Quê cho cô ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường trình bày.
Và sau đó Sơn Hà cũng đóng ni đôi dài nhạc phẩm Cổng Quê, Y Cổng Mẹ cho Hồ Văn Cường. Thứ nhất là hai người cùng với nhau một hoàn cảnh cũng thiệt thật thà chất phác và cũng thương yêu mẹ rất nhiều. Đồng hoàn cảnh ở đây là đồng hoàn cảnh yêu thương cái tình thân, tình mẫu tử. Còn Sơn Hạ thì lúc đó đã mất mẹ rồi. Trao gửi tất cả cái tâm tình của mình vào nhạc phẩm Cổng Mẹ. Khi viết cái bài đó thì rất là tâm tư. Nhớ thương người mẹ của mình vô cùng. Hình như tất cả ai cũng vậy không quý vị ha. Khi mà chúng ta còn người thân bên cạnh á, mặc dù chúng ta có yêu thương, không hiểu nói như thế nào ta, nhưng mà chúng ta cũng có thổ lộ được hết tâm tình của mình. Khi mà xa người đó, xa người nào đó, chúng ta mới bộc lộ hết tâm tình của mình và gửi gắm trái tim của mình và những gì muốn nói trong lời thơ ý nhạc. Đó là cái ý của Cali Sài Gòn muốn nói. Thì sau khi mà nghe được cháu Hồ Văn Cường hát Bỏ Quê với là cô ca sĩ Phi Nhung thì nhạc phẩm Cổng Mẹ đã ra đời và nhạc sĩ Sơn Hà cũng đã nghĩ rằng người hát bạc đó không ai khác hơn chính là cháu Hồ Văn Cường. Trải qua bao biến cố thì nhạc phẩm đó cũng để một bên, sẽ chờ ngày mà cháu Hồ Văn Cường trình diễn nhưng mà không biết ngày nào. Thì gần đây thì Sơn Hạ cũng giải bài rằng là trong một buổi tiệc mà có nữ ca sĩ Hạ Phương trở về Việt Nam để dự định ra những cái MV thì gặp danh ca Ngọc Sơn, hai anh em nói chuyện tâm tình với nhau, Ngọc Sơn hỏi chuyện Sơn Hạ thì rồi Sơn Hạ mới nói là có hỏi Sơn Hạ có bài nào không, tại vì Ngọc Sơn sắp đi trình diễn ở ngoài Ninh Bình với cháu Hồ Văn Cường. Thì Sơn Hạ nghĩ ngay tới cái bài Cổng Mẹ mà đã để trong một góc tủ để dành đó cho cháu Hồ Văn Cường. Chứ không phải như một người, số người nào đó đã nói rằng ca nhạc sĩ Sơn Hạ đã vì tiền và viết ca khúc Cổng Mẹ này cho cháu Hồ Văn Cường gần đây. Nói như vậy thì cũng tội nghiệp cho nhạc sĩ Sơn Hạ phải không các bạn ha? Nói vì tiền bạc, vì danh vọng, vì này kia nọ cho nên mới sáng tác bài Cổng Mẹ. Nếu một người mà nhạc sĩ viết theo kiểu mà mì ăn liền đó, các bạn nghĩ như thế nào? Họ có gửi được tâm tư, họ có nói được hết tất cả những thấu tình đạt lý trong nhạc phẩm của mình không? Theo như mình thì không đâu. Viết một nhạc phẩm không phải giống như tả một bài văn đâu các bạn. Nó rất khó, tại vì mình phải trao chuốt ý từ, rồi lời nhạc, rồi từng khuôn nhạc này kia nọ, rồi làm sao biểu đạt được hết. Mà không phải là chỉ để cho riêng mình không, phải cho người ca sĩ nữa. Chẳng những vậy mà phải để cho khán giả khi mà nghe đến nhạc phẩm đó, họ phải chạm tới trái tim của họ nữa. Nó rất khó. Cho nên không phải là cứ nói là vì tiền rồi viết nhạc. Mình nghĩ cái nhạc phẩm Cổng Mẹ không phải là vì tiền đâu. Cũng như là nhạc sĩ Sơn Hạ đã xóa tan đi những cái gì mà khán giả bên kia đã nghĩ sai lầm về nhạc phẩm Cổng Mẹ. Và cũng cho chúng ta biết rằng cô ca sĩ Phi Nhung với lại Hồ Văn Cường cũng có một cái mối tình ân nghĩa với nhau. Từ đó đến giờ mình chưa bao giờ lên án nữ ca sĩ Phi Nhung bất cứ cái gì. Mình cũng hay thường nói cái câu là người mất thì đã mất rồi, người khuất thì để cho người ta thanh thản ra đi. Chứ cũng không nên mà bôi nhọ danh dự hay nói xấu người ta. Vì nghĩa tử là nghĩa tận không các bạn. Cali Sài Gòn thường thường hay nhắn nhủ FC hai bên là như vậy. Nghĩa tử thì nghĩa tận. Đi
gặp một cái đám tang thì chúng ta còn gỡ mũ ra cúi đầu chào, mặc dù không quen biết với người đó. Nhưng đó là phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta, lấy nhân nghĩa đi đầu. Quay lại câu chuyện của cố ca sĩ Phi Nhung và cháu Hồ Văn Cường, ở đâu đó chúng ta cũng thấy rằng cháu Hồ Văn Cường cũng lập bàn thờ riêng tại nhà để thờ cúng Phi Nhung rút nhang mỗi ngày. Khi trước khi đi ra khỏi nhà thì cháu cũng nhờ Quỳnh Trang có về nhà chị đốt chùm em cho mẹ một nén hương. Cái câu này không phải là cháu Cường nói mà chính Quỳnh Trang cũng lên trên báo chí và trên YouTube đã nói như thế. Thì chúng ta cũng thấy rằng đã, cái hiếu đạo của cháu Hồ Văn Cường như thế nào rồi. Mặc dầu cái ngày sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung, người ta làm, người đã khuất mà làm thì cái đó thì mình cũng không có, đối với mình cũng chẳng có gì. Thì cháu Hồ Văn Cường cũng đốt nhang ở nhà, cũng làm tại nhà âm thầm mà làm thôi. Cháu cũng có lại chùa Hoằng Pháp và thờ cúng cho mẹ để cúng đốt nhang cho cố ca sĩ. Ngay cả thầy Hoằng Pháp cũng khen cháu Hồ Văn Cường là một người con, một đứa trẻ nhưng rất là trọn vẹn, hiếu với tình, với người mẹ nuôi. Cho nên ở đây thì mình cũng mong rằng phía FC bên kia đừng tấn công cháu Hồ Văn Cường nữa. Thật ra cái tình nghĩa của mẹ con của họ chúng ta cũng không có hiểu được bao nhiêu. Nhưng nhìn bên ngoài khi đi ca hát, ở nơi đây mình muốn nói một câu, đúng sai chúng ta hãy bỏ qua một bên, đó chính là quá khứ đó chân rồi. Người đi cũng đã đi rồi. Không lẽ người mất chúng ta lại môi móc lại những cái chuyện quá khứ của họ để đem lên sao, phải không? Tất cả con người chúng ta đều có mắc lỗi hết. Chúng ta không phải là thánh nhân. Cho nên sự lầm lỗi cái thời mà chúng ta còn sống hay là cái quá khứ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng cố gắng học tập và làm tốt hơn bản thân của mình mỗi ngày mỗi ngày. Thì cái chuyện đó không phải kiểu mà bù qua chế lại, nhưng mà như vậy nó cũng tốt rồi các quý vị ha. Ở nơi đây mình muốn nói là cái vấn đề tình cảm của cố ca sĩ Phi Nhung với là Hồ Văn Cường trong quá khứ nó cũng đậm đà lắm. Khi cháu đi hát thì có những lúc cháu hụt hơi thì cố ca sĩ cũng nắm tay dìu cháu hoặc là nâng đỡ cháu. Còn những lúc ca sĩ hát vừa hát vừa nhảy cũng nó cũng vất vả, hụt hơi hay là những cái đoạn bị trên bên thì cháu Hồ Văn Cường cũng bò ở dưới khán đài sân khấu và hát bè cho cố ca sĩ. Nhìn lại những cái tấm hình mà họ đi chơi ngoài miền Bắc hay họ đi chơi ở đâu đó hay là cùng nhau ở trên sân khấu giống rủi khắp đó đây, thì chúng ta cũng nên thấy rằng tình nghĩa mẹ con của họ cũng đẹp, cũng thân thiết. Và cháu Hồ Văn Cường hồi đó giờ cũng chưa bao giờ phủ nhận công ơn của người mẹ nuôi. Ngay cả ngày đầu tiên trở lại sân khấu trên Đại học Hoa Sen, cháu cũng hát bài Người Thầy và cảm ơn người thầy của mình, và cũng nói một câu, đó chính là mẹ Nhung. Trải qua bao nhiêu tháng rồi, chắc tất cả FC cũng hai bên cũng mệt mỏi với những đấu tranh, những tỳ hiềm nhỏ nhỏ mà không biết ở đâu đó một bàn tay nào đó đã cố tình nha, gây sóng gió. Thôi bây giờ người khuất cũng đã khuất và chúng ta cũng đã nghe nhạc sĩ Sơn Hạ giải bài về cái tình, cái nghĩa của hai mẹ con của họ rồi. Cho qua được thì qua, không có quý vị ha. Nếu chuyện lớn chúng ta thành làm chuyện nhỏ để cuộc sống nó còn nhiều màu hồng hơn. Chứ chúng ta ngày nào mà cũng chúng ta cũng lên để phản biện với lại
tìm những cái thói hư tật xấu của nhau. Mà thật ra chẳng có cái gì mà thói hư tật xấu hết trơn á. Nói tóm lại, cũng là vì YouTuber mà thôi. Vì một chút xíu hư danh, vì một chút xíu tiền nong, vì một chút xíu danh dự tự ái nào đó mà tấn công cháu Hồ Văn Cường hàng ngày ra rã thì cũng không nên. Tới đây mình cũng nghĩ rằng cũng đã nên dừng lại đi các bạn ha, để cho cháu Hồ Văn Cường có một cái tương lai. Nếu mà chúng ta nghĩ về Phi Nhung ở bên kia đấy, thì cố ca sĩ Phi Nhung chắc cũng không muốn bất cứ một người nào trùi dập đứa con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Không chỉ ngoài Hồ Văn Cường, luôn cả những đứa con khác cũng vậy. Trừ khi nào mà nó ngỗ nghịch, nó làm với trái với đạo tình đạo đời thì chúng ta lên án. Còn những đứa mà ngoan ngoãn, những đứa mà nó không có vấp phải bất cứ chuyện gì hết mà chúng ta cứ nhục mạ lên án, hoặc là chúng ta tìm mọi cách để chà đạp nó, thì cái đó không phải chỉ những người YouTuber thấy chướng tai gai mắt họ lên tiếng, mà ngay cả mình cũng phải lên tiếng giùm nữa. Tại vì cháu đâu có bao giờ trả lời được với các bạn đâu, cháu đâu bao giờ phản biện cho chính bản thân của mình. Ngay cả gia đình của cháu cũng bị các bạn chà đạp rồi nhục mạ bao nhiêu tháng trời rồi. Và gần đây cũng vậy, khi cháu thành công thì các bạn cứ lên rồi ra rã, rồi cứ tìm cái này tìm cái kia tìm cái nọ để cố tình chà đạp người ta. Mình nghĩ tại sao hôm qua mình không có làm clip nào về nói về cháu Hồ Văn Cường. Sau khi nghe nhạc sĩ Sơn Hạ trình bày, mình cũng cảm thấy lòng lắng động lại, cũng nghĩ rằng có nên để phản biện lại những cái gì, điều gì mà FC bên kia cố tình gán ghép cho cháu hay không nữa. Tại vì mình phản biện thì họ cũng sẽ càng ngày họ càng tìm ra cái này, tìm ra cái kia để lên trên mạng xã hội. Ngoài sự kiếm tiền trên YouTube, họ cố tình làm như vậy để chà đạp cháu, danh dự của cháu. Mình im lặng, liệu họ có im hay không? Thôi thì giống như nhạc sĩ Sơn Hạ nói, mong rằng FC hai bên mình bình tĩnh với nhau, lắng động xuống để xem họ có từ bỏ cái việc mà tấn công cháu Hồ Văn Cường không. Sau khi nghe nhạc sĩ Sơn Hạ trình bày về tình cảm của cố ca sĩ Phi Nhung và cháu Hồ Văn Cường trong quá khứ, họ có nhiều kỷ niệm, cho nên mình là người ở ngoài cuộc, cho nên chúng ta không có hiểu gì bên trong mấy. Chúng ta chỉ là những người suy đoán mà thôi. Những cái giả thuyết của chúng ta có cái đúng cũng có cái mập mờ lắm. Nếu mà chúng ta là người gia đình thì không nói gì, còn chúng ta là những người cập nhật tin tức, rồi chúng ta xem video, rồi xem báo chí, rồi chúng ta đặt ra giả thuyết. Nhưng quý vị cũng biết mà, giả thuyết thì cũng có cái đúng cái sai, nhưng mà có một cái vấn đề là chúng ta không nên dẫn dắt dư luận đi theo con đường tiêu cực, mà chúng ta hãy đưa tất cả quý khán giả hai bên với một cái lối suy nghĩ tích cực cho cuộc sống nó có màu hồng hơn, không quý vị? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng mình chia sẻ một ít thông tin buổi sáng nay sau khi nghe nhạc sĩ Sơn Hà trình bày về tình cảm giữa hai mẹ con cố ca sĩ Phi Nhung và cháu Hồ Văn Cường. Xin chào tất cả quý vị và hẹn lại tất cả quý vị trong một clip video lần sau. Và bây giờ thì Kelly Sài Gòn phải đi làm. Xin chào.